xin chào cô chú anh chị mình buổi chiều hôm nay thì em có lên ba mẹ con nha anh chị ba mẹ con với hai cái chữa đó nha cái con bò chị đầu tiên này thì xá tích đóng nghiêm chỉnh nha anh chị sáng mặt và xá lưng nha con này thì nó đặt bò lắm nha anh chị dày bò lắm nha Hoa lớn đen thui nha anh chị con này là cái con bò tơ con bò chị của con mẹ bên kia nha đó bò rất đẹp nha anh chị con này thì tình trạng nó thì rất là mầm bò nha anh chị xương cẳng đồ chị ha rất là to rúng thì rúng chèn nha anh chị đó con này là cái tơ nha đó cái tơ lứa đầu của cái con bò mẹ bên kia nha đó mẹ nó thì nó cũng đẻ ra được lứa nó rồi nha anh chị lông da điểm bò cái tơ chị này thì nó liền lạc anh chị mình thấy không Không có len giá điểm mi nha anh chị con này thì nó mới nhú sừng nhẹ nhẹ nha anh chị sừng da đầu trụi nha con này thì lớn con nha con bò tơ này là nó cao là một m hai bò nha anh chị rất là bự con và đòn dốc rất là dài ha đó đòn dốc rất là dài và nó rất là dày bò nha anh chị yếm rất là dày ha đó con này thì tình trạng răng á, thì em có dịch răng kiểm tra á, thì con bò này á, thì nó bẻ được một đôi răng mà nó chưa có lên nha chị mới bẻ chưa có lên nha lưng thì lưng đôi nha anh chị cao mét hai tám bò nha anh chị con này rất là lớn con ha xương rất là bự luôn anh chị đó con bò này á, thì à, em có hỏi chủ vườn ta nuôi á, là con bò này á, thì anh nói là anh có cho nhảy nọc là bò nọc nha anh chị chứ không phải phối nha ảnh cho nhảy nọc lại được hai bảy ngày nha đó về anh chị nuôi thì à, mình canh thêm nha mới gắt nọc được hai bảy ngày nha anh chị nọc là nọc bò gu anh chị bò, bò được khú á nha anh chị bò nọc á cho nhảy trực tiếp nha đó thì con bò này á, thì em bán lẻ cho anh chị mình là 22 triệu nha con bò là bò vip hiệu nha anh chị có gu bật nha rất là đẹp nha bây giờ em quay cái con bò mẹ con nó nè bò mẹ này giờ đẻ là được bò được ba bơi mày bò lắm nha anh chị bò mẹ này thì tình trạng là hoàn thiện hết nha đi đứng hoàn thiện qua đen lớn hết bò mẹ này thì à, Lông da nó thì đỏ mặt ha, cũng không có lên giá điểm mi gì nha anh chị. Con này thì bốn vú đều nè, giò cẳng thì hoàn thiện hết nha. Đã bao tật lỗi cho anh chị mình. Bò mẹ này thì nó cao là 1m26 bò nha anh chị. Bò mẹ điện ngang đang cám nha anh chị. Đó, bò này về nó rất là dễ nuôi nha. Cao 1m26 bò. Con bò này thì nó đẻ lứa đầu tiên là bỏ bò, bò chị nha. Rồi lứa hai thì đã được ba bê. Và bò này thì em thấy là nó đang có dấu hiệu lên giống ha. Em thấy là qua nó đen mà nó bóng nha anh chị đó đèn linh giống nha đó con bò mẹ này thì uh, nó có cái bộ lông đuôi đẹp nè lông nuôi trầm dài mượt bò đó anh chị mày thấy không con này thì uh, uh, rất là dễ nuôi nha anh chị ăn uống rất là tạp ăn ha cám đồ nói chung là anh chị bỏ một cái máng là nó ăn sạch luôn nha anh chị bò rất là dễ nuôi nha anh chị đó tại cái cốc bò đồng đó anh chị rất là dễ nuôi nha đó thì uh, bò mẹ này thì uh, em nhắc lại là tình trạng bò này là nghiêm chỉnh hoàn thiện ha đang ôm con được ba bê để em quay cái con đực ba bê đen con nói cho anh chị mình coi ha đó một con đi tới nè con này thì nó rất là lực bò nha anh chị mẹ mát sữa lắm nha bò đực này thì nó đầu trụi sừng da sẽ tích đóng nghiêm chỉnh đó con này thì tình trạng thì nó được gần 5 tháng nha anh chị gần 5 tháng nha giò cẳng được hoàn thiện hết ở dưới bụng nó thì có bông ha bông trắng anh chị mình thấy không đó con này là con ba bê đen nha anh chị bò đực nha đó chị coi nè con này thì anh chị mình đem về nuôi thì à, anh chị mình để lớn lên ha rồi mình bán con này thì mình để là vỗ béo nha anh chị lớn lên mình bán ha còn bò mẹ thì mình để là mình nuôi sinh sản luôn thì mẹ con này thì em bán cho anh chị mình giá thì chỉ có à, 25 triệu nha anh chị 25 triệu nha à, cái con mà được con á, thì hồi nãy em cũng có lấy thước em đo thử á, thì nó cao là 9 tắc 6 nha anh chị cao là 9 tắc 6 nha được gần 5 tháng nha anh chị Trình trạng thì mẹ con này là em bao tật lẩu nha đã bao lồi lú cổ xạ cho chị mình là 6 tháng nha anh chị nha giờ anh chị cứ yên tâm nuôi tại em bán bò không có bán bò tầm bậy tầm bạ bò lồi lú đồ à, tặc lỗi không có bán nha anh chị đó nên là em dám bảo hành cho anh chị mình là nửa năm nha anh chị mình cứ yên tâm nha anh chị nha còn đây là hai con bò cái chữa nha anh chị cái con đầu tiên này lông da rất là đỏ nha anh chị coi nè con này thì xé mặt đồ xé lưng thì đóng nghiêm chỉnh nha anh chị đó qua thì qua đen ha con này thì em tách con hồi sáng em bán rồi nha anh chị em bán bò đực con nó nha đực nó thì ba bê con này thì bầu vú thì tại vì chưa không có con nào bú á chị em bán rồi á nên là sữa vẫn căng xuống anh chị thấy không nhưng mà giờ anh chị nuôi cỡ 10 ngày thì nó nó sẽ teo lại dần nha đó tại tách con á chị không ai bú rồi nó ra sữa nha con này thì nó cũng không có cao luôn nha con này thì nó bơm bay nó cao là mét hai bò nha đó thì tình trạng thì bò ok hết. Con này thì em trẻ con rồi nha anh chị. Nên là em bán lẻ cho anh chị mình con bò này là 15 triệu nha. Con này thì nó chữa lại 3B nha. Chữa là được 3 tháng nha anh chị. Đó chữa lại được 3 tháng nha. Ở ngay phần gu thì nó hơi bông da đang đây ăn tí nha anh chị. Vô rồi mũi bu ha. Tại bò này bò dòng thả nha anh chị. Bò mẹ này là như nhận qua em có đăng á anh chị. Em có đăng á mà em bán cái con bò bê con à. Em bán cho ông anh ông hỏi rồi em bán luôn nha anh chị. Nên còn mẹ thôi. Thì uh, buổi chiều hôm nay thì em cũng uh, đang bán uh, lại nha. Thì uh, con bò mẹ uh, bò bầu đầu tiên này uh, thì em bán lẻ cho anh chị mình là 15 triệu ha. Đó. Thì bò này uh, thì uh, nó chữa nha anh chị tại nhận qua em có kêu thuê và qua khám rồi nha. Đây là bao bầu cho anh chị mình. Bò này thì bao bầu nha, bao chữa, bao khám, bao lòi cho anh chị mình tử đẻ luôn nha anh chị. Bò này uh, thì uh, bò dòng thả thì nó rất là dễ nuôi. về anh chị mình chăm nuôi rất là dễ nha anh chị. Còn uh, cái con bò đầu uh, số 2 bên đây á uh, thì con bò này thì nó đẹp bò nha con này thì tình trạng thì dấu bốm dò cẳng đồ rất là hoàn thiện luôn anh chị coi nè con này thì có ngang có thùng dạo ha yếm thì nó lồng hồng con này thì à, nó cao thì nó cao bò lắm nha anh chị con này nó cao bò mà đòn dốc cũng dài nó có đòn xương cẳng thì nó to đó con này thì nó cao mét hai bò nha con này thì đẻ hai lúa rồi đang chữa lại bao b là chữa được 6 tháng rưỡi nha anh chị đó dạo yếm con bò này rất đẹp đỏ mặt và không có lan giá nha đó, con này thì em bán cho anh chị mình là 24 triệu ha. Còn cái con bò bầu nãy bán cho chị 15 triệu. Con này 24 triệu nha. tình trạng hai con bò này là bò bầu hết. Có cái con nãy thì nó chữa 3 tháng, còn con này thì chữa là 6 tháng rưỡi nha. Con này 24 triệu anh chị. Đó anh chị coi ha, bò này rất là hiền bò nha anh chị, dạng bò lắm nha. Đó rất là dạng bò ha. Đó con này thì có 24 triệu anh chị nha. Rồi anh chị mình xem được cái cái lô bò ngày hôm nay em lên cho anh chị mình coi và tham khảo chi tiết thì anh chị mình thấy ưng cái bò mẹ con nào hay là con cái bầu nào thì anh chị mình alo trực tiếp ngay cho em phúc nha anh chị mình liên hệ trực tiếp alo cho em thì mình mới sở hữu được bò nha anh chị đó và những cái con bò bầu này á, là bán cho anh chị mình đem về nuôi là bảo hành cho anh chị mình là tới đẻ về vấn đề trục trặc sinh sản lồi lú nha anh chị bao tứ đẻ nha 3 tháng cũng bao 6 tháng rưỡi em cũng bao đã bò bầu 3 tháng là em bao cho anh chị mình tớ đẻ nha anh chị em nha